Rồi bây giờ mình giới thiệu lại cái bài của mình sẵn cho bạn nào hôm bữa trước không đi học thì không biết nè. Ở đây á, mình sẽ trong cái bài của mình là bài trò chơi caro, đúng không? Mình làm các cái ô bấm á, bằng cách là sử dụng các cái bút tô ở trong cái phần toolbox nè. Sao toolbox hôm nay không có hiện cái nội dung gì trơn? Bằng cách là mình kéo thả các cái bút tô vào, giống như hôm bữa trước mình đã hướng dẫn rồi đó. Các bạn kéo thả các cái bút tô vào ở bên trong này, được chưa? Và ở đây á, mình xử lý cái bấm bằng cách là lựa chọn. Khi mà người ta bấm môi vào á, thì mình sẽ xử lý cái phương thức đó là on click, được chưa? Mỗi một cái nút đó mình sẽ tạo ra một hàm on click nhất định nào đó. Cho nên đây mình thấy là nếu mình tạo ra một cái ma trận 10 x 10 để mà xử lý cái phần tương tác bấm của người dùng á, thì đương nhiên ở trong này các bạn sẽ có 100 cái hàm on click như vậy để mình viết nha. Tại vì ở đây á, như hôm bữa trước cô nói rồi, thay vì á, là mình sẽ tạo ra một cái ma trận 10 x 10, mình chỉ cần viết cái hàm bấm này một lần thôi, đúng chưa nào? Nhưng mà vì mình mức độ học của mình ở đây đơn giản cho nên mình sẽ làm luôn 10 nhân 10 như vậy cũng được, đúng không? Bỏ qua cái vấn đề đó đi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tiếp cái phần hàm của mình. Trước khi mà mình viết tiếp á, thì cái phần cũ hôm bữa trước mình làm là gì? Mình có khai báo một biến người chơi có giá trị là bằng 0. Thì người chơi này sẽ thay đổi hai giá trị, đó là bằng 0 hoặc bằng 1. Đúng không? Bằng cách á, là ở trong cái phương thức bấm á, mỗi lần mà người chơi bấm một lần á, thì biến người chơi sẽ được cộng thêm 1. Sau đó mình sẽ chia lấy dư cho 2 để đảm bảo rằng cái biến người chơi chỉ thay đổi giá trị 0 và 1 mà thôi. Cứ mỗi một lần bấm nó sẽ đảo giá trị. Như nào? Rồi tiếp theo mình có khai báo một biến A là một mảng giá trị 10 nhân 10 ứng với 10 cái ô chơi ở trên màn hình của mình. Đúng chưa? Thì cái giá trị A này á, nó sẽ có giá trị, các cái phần tử A của mình á, sẽ có giá trị là 0, 1 hoặc 2. 0 là ứng với trường hợp nào? Là người chơi không bấm, đúng không? 1 là ứng với người chơi thứ nhất, đúng không? Khi nào người chơi 1 mà bấm á, thì cái ô đó sẽ có giá trị 1. 2 là tương ứng với lại người chơi 2. Như nào? Như vậy mình thiết lập giá trị cho cái mạng A này ở đâu? Thứ nhất, đầu tiên thiết lập giá trị đầu, tức khi người ta chưa chơi gì hết á, thì có giá trị là bằng 0, đúng không? Cô để ở trong cái hàm khởi tạo form 1, cái A easy là bằng 0 hết. Được chưa nào? Tiếp theo, trong mỗi một hàm bấm á, thì mình sẽ thiết lập cái giá trị A easy. Vì mình có nhiều ô khác nhau, cái ô thứ nhất, cái bút tuần 1 chấm click tương ứng với lại cái ô đầu tiên có giá trị easy là bằng 00, đúng không? Cho nên ở chỗ này cô thiết lập cái giá trị A00 đó là bằng 1, tương ứng nếu như người chơi là bằng 0, đúng không? Còn nếu như người chơi của mình mà xin lỗi, ở trong trường hợp trong cái bài hôm bữa trước á, là mình làm chỉ có thiết lập là đã bấm hay chưa thôi, đúng chưa nào? Chứ mình chưa thiết lập là giá trị người chơi là bao nhiêu, mình chỉ thiết lập là đã bấm hay không để mình ngăn chặn nếu như a không không á, tức là tọa độ của bút tuần 1 này nè mà bằng 0, tức là chưa có người chơi thì cho phép người chơi bấm, đúng chưa? Rồi nếu như người chơi bấm mà bằng 0 á thì sẽ hiện lên dấu x và gán giá trị cho nó là bằng 1, được chưa nào? Còn nếu như mà người chơi ngược lại, tức người chơi bằng 1 á, thì sẽ hiện lên chữ O và dán gán giá trị người chơi đó là bằng 2. Và cái giá trị ở đây là mình sẽ không dùng nữa. Hôm bữa trước là mình có cái câu lệnh này là bởi vì mình chỉ gán nó là đã bấm hay chưa bấm thôi. Còn bây giờ là ngoài cái việc là đã bấm hay chưa bấm, tức là không hoặc khác không, thì mình còn có giá trị là bằng 1 đối với người chơi thứ nhất, bằng 2 ứng với lại là người chơi thứ hai bấm. Được chưa? Cho nên mảng A sẽ chứa ba giá trị 0, 1 hoặc 2.
Như vậy tương tự cho nút bấm thứ hai mình cũng sẽ làm y như vậy, chỉ có khác là bây giờ EG của mình sẽ bằng 0 hoặc bằng 1. Cho nên để thuận tiện cho việc chép các cái hàm này qua nhiều cái lần bấm khác nhau, mình sẽ làm một cách làm sao cho nó dễ nhất. Thì các bạn thấy nha, vậy ở đây mình sẽ khai báo một cái là EG y bằng 0, g bằng 0. Đó là mình khai báo trước. Ứng với cái nút bằng 1 thì y đúng là bằng 0 thật, g đúng là bằng 0 thiệt. Đúng chưa? Và trong trường hợp này mình sẽ chuyển cái này thành a y g. A y g. A y g. Các bạn đã hiểu ý đồ của cô chưa? Khi mình chép qua cái khác mình chỉ sửa một y g thôi là được, đúng không? Thì những cái thứ sau mình không cần phải sửa nữa, nó sẽ đỡ khổ hơn một xíu, chỉ đỡ hơn một xíu thôi. Đó. Qua nút thứ hai mình cũng sẽ làm tương tự như thế, nhưng mà ở đây sẽ là gì? Y không mấy, g sẽ là bằng 1, đúng không? Thì tại vì tương ứng với lại cái ô thứ hai là ô này nè, bút tô 2 nè, đúng chưa? Bút tô 2 bấm á, thì ở đây vị trí của mình sẽ là g bằng 1 còn y bằng 0, tại ở hàng 0 và cột thứ nhất, đúng chưa? Cho nên ở đây mình sẽ có y bằng 0, g bằng 1, được chưa? Thì trong trường hợp này là mình đảm bảo người chơi là được rồi. Trước khi mà mình copy paste cho toàn bộ những ô còn lại á, mình mới bắt đầu suy nghĩ tiếp là mỗi một lần bấm á, sau khi bấm xong á thì mình sẽ thực hiện công việc gì? Đúng rồi, sau khi bấm xong thì các bạn đã lưu cái giá trị đó vào trong mạng AEG và chuyển chế độ người chơi sang người chơi tiếp theo là mình đã hoàn thành rồi. Nhưng còn một việc mình chưa làm nữa, đó là việc gì nè? Sau khi bấm xong thì sao? Đúng rồi, mình phải kiểm tra xem thắng không. Nếu thắng thì mới được chơi tiếp, còn nếu mà không, nếu mà thắng thì sẽ dừng lại toàn bộ và không chơi chơi nữa, đúng chưa? Như vậy là mình phải kiểm tra thắng. Thứ hai nữa là mình sẽ có một chuyện, đó là cho chơi tiếp hay không, đúng không? Cho chơi tiếp hay không mà không ảnh hưởng đến cái mảng giá trị đó. Trong trường hợp nếu như mình gán toàn bộ nó bằng 1 hay gán toàn bộ nó bằng 2 á thì sẽ không chơi tiếp được rồi, nhưng tuy nhiên nó sẽ thay đổi cái giá trị ở trên bàn cờ. Như vậy mình cần có một biến tổng quan để thiết lập xem là có cho phép người chơi chơi hay không. Giả sử như trong một số trò chơi mà mình bấm nút pao, đúng không, để dừng trò chơi chẳng hạn, thì nó có một cái biến vàn cục để quản lý là được chơi hay không chơi, đúng không nào? Thì trong trường hợp này cũng vậy, nếu như chưa có ai thắng thì được chơi, còn nếu có người thắng rồi thì sẽ dừng lại. Bởi vậy mình sẽ khai báo thêm một biến nữa, đó là biến đặt tên là gì nào, ví dụ như là play đi ha, cho nó vừa Anh vừa Việt cho nó tây. Ví dụ như play, biến play của mình á, mình gán giá trị đầu cho nó là bằng 1 như nào, thì có nghĩa rằng là lúc nào cũng sẽ được chơi, đúng không? Cho nên ở đây mình sẽ kiểm tra tiếp. Thứ nhất là phải kiểm tra cái biến play đó là nó có bằng 1 hay không. Và thứ hai là cái ô đó đã được bấm hay chưa. Nếu AEG mà bằng 0 có nghĩa rằng chưa được bấm, play bằng 1 có nghĩa rằng là được chơi. Nếu đúng như vậy thì mình mới thực hiện cái việc là kiểm tra người chơi đó là 1 hay là 2 để gán X và O, sau đó là gán giá trị AEG bằng 1 bằng 2. Như vậy là ok rồi. Bây giờ mình còn một chỗ giống như bạn nói, đó là kiểm tra thắng, đúng không nào? Như vậy mình phải viết một cái phương thức kiểm tra thắng, và phương thức này phải trả về giá trị là thắng hay không, đúng không? Như vậy thì giả sử như bạn khai báo một cái phương thức public hay là private gì cũng được, tại vì mình chưa học được trình hướng đối tượng nên mình cũng không có để ý đến cái vấn đề này. Thì public là công cộng, tức là các bạn có thể gọi cái phương thức đó ở bên ngoài lớp, còn private thì chỉ gọi ở bên trong lớp mà thôi, đúng không? Thế nên bây giờ mình cố định là private gì cũng được, đúng không nào? In kiểm tra thắng.
Như vậy đối với lại phương thức kiểm tra thắng này thì các bạn phải trả về cái giá trị là thắng hay thua. Ví dụ như cô khai báo một biến kết quả mặc định trả về là giá trị thua, tức là kết quả bằng 0, được chưa? Và cô trả nó về. Được. Như thế nào? Tại vì nếu như mà thắng của kiểm tra thắng của mình mà trả bằng 0 á thì người chơi đã được tiếp tục chơi, đúng không? Như vậy thì bây giờ mình sẽ gọi hàm kiểm tra thắng nó ở đâu? Đó là sau khi mà mình đã thiết lập biến người biến thiết lập cái giá trị bấm ứng với bằng 1 hay bằng 2 rồi. Đúng chưa? Thì mình sẽ kiểm tra luôn. Nếu đúng mà thắng thì dừng lại, còn nếu mà thua thì tiếp tục, đúng không? Cho nên ở chỗ này mình sẽ kiểm tra. Nếu như kiểm tra thắng này mà bằng 0, đúng không? À, xin lỗi, bằng 1, tức là thắng á, thì cái biến chơi của mình á, play của mình sẽ gắn bằng mấy? Thì gắn bằng 0, đúng không nào? Nếu như mình gắn bằng 0 rồi á thì những cái lần kiểm tra quay lại đây nè thì người ta đâu có cho mình vào chơi nữa, đúng không? Và mình sẽ trả về cái kết quả người thắng là người nào đó. Giả dụ như ở đây mình có một cái biến label, đúng không? Đây, trả về kết quả người chơi thắng là người 1 hay là người 2, là x hay là o, đúng không? Đừng có ghi có chữ trong này, nhiều khi nó không xử lý được. Ví dụ vậy. Ở đây mình phải đặt tên biến để cho nó dễ nhớ. Thì trong trường hợp mình kiểm tra nếu như người chơi mà thắng rồi á thì mình sẽ không cho họ chơi nữa. Cho nên mình sẽ thiết lập cái biến play là bằng 0, và đồng thời mình sẽ xuất ra cái thông báo á, là người chơi thắng là ai đó, đúng không? Cái label kết quả là cái label hồi nãy cô mới gọi vào á, mình sẽ cộng với lại cái gì, người chơi do string, cái này nó sẽ trả về giá trị 0 hay 1, đúng không nào? Rồi bây giờ cô nhắc lại nha, hồi nãy á, là mình có khai báo thêm một biến play là một biến toàn cục cho phép quản lý là cái nút bấm này có được bấm hay không, để người chơi có được chơi hay không. Cho nên trước khi vào xử lý cái việc bấm của người dùng thì mình kiểm tra hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, biến play của mình phải bằng 1, tức là được chơi. Điều kiện thứ hai là cái ô mà mình bấm á, là chưa ai bấm, cho nên giá trị AEG của mình bằng 0. Được chưa? Nếu thỏa mãn hai điều kiện này thì mình kiểm tra, nếu là người chơi bằng 0 á, thì mình sẽ hiện giá trị X và gán cái AEG của mình bằng 1. Còn ngược lại, nếu người chơi là người chơi thứ hai thì mình sẽ hiện lên chữ O và gán AEG của mình bằng 2. Chưa nào? Sau khi người chơi mà chơi xong rồi, mình cũng không biết người chơi đó là ai, không quan trọng. Mình chỉ kiểm tra là thắng hay thua. Nếu như thắng thì mình sẽ dừng cái việc chơi lại, cho nên mình gán biến play là bằng 0 và xuất ra kết quả người chơi thắng là người chơi đang hiện hành, tức là mình chưa đổi nè. Còn sau đó mình mới đổi nè, đúng không? Đó, tiếp tục. Rồi, như vậy chỉ cần kiểm tra thắng hay thua thôi là được rồi, đúng không? Cái bonus xử lý của mình như vậy cô nghĩ là tương đối đầy đủ. Từ đây mình có thể sao chép cái nội dung này cho 99 ô còn lại. Thì bây giờ mình ví dụ một vài ô trước nhé. Mình còn cái hàm kiểm tra thắng là mình chưa viết. Thì mình trong khi mình làm cũng vậy thôi, các bạn thấy là mình tạo ra cái khung trước, còn cái chi tiết mà nó rắc rối á, mình có thể để lại sau. Giống như trong trường hợp này kiểm tra thắng không rắc rối lắm, giống như cái bài của bạn làm thôi, nhưng nó dài thì mình có thể để lại sau, đúng không? Mình chỉ làm trước cái khung nó như vậy đã. Thì bây giờ các bạn muốn 5x5 thì mình cứ làm một vài ô trong khu vực 5x5 thôi, đúng không? Bây giờ mình lỡ kéo thả ra rồi. 1 2 nè, cái này sẽ là 0 1, đúng chưa? Rồi.
Bây giờ tiếp qua cái ô thứ ba. Có vấn đề đó là các bạn phải kiểm tra nó đúng hay không nha. Cho con một chút xíu. Rồi qua ô thứ ba nè, ô thứ ba thì EG của mình tương ứng bằng bao nhiêu, nói nhanh nào. Ô thứ ba thì EG bằng bao nhiêu? 0,2 đúng không? Rồi tiếp nhá. Cái này là không mấy? 0,4. Ô thứ tư thì phải là 0,3 đúng rồi. Ô thứ năm rồi nè. Sẽ là 0,4. Các bạn muốn ma trận 5 x 5 thì mình có thể dừng lại đó được rồi, mình xuống dòng đúng không? Cái này sẽ là gì? 1,0 đúng không? Cái này sẽ là 1,1. Con nghĩ là nó cũng không lâu lắm. Này sẽ là 1,2. Cái này sẽ là 1,3. Cái này sẽ là 1,4. May mà mình nghĩ ra cái chuyện là mình gán IG chứ không mình còn sửa đuối nữa. Cái này sẽ là bao nhiêu nào? 2,0 đúng không? 2,1. Cô nên copy lại cái này sẽ đỡ hơn một lần nữa. Thật là khổ quá đi mà. Tiếp theo là gì? 2,2. Tiếp theo là 2,3. Tiếp theo là 2,4. Tiếp theo là gì? 3,0 đúng không? Ba một. 3,2. Cái này sẽ là 4,0. Nếu mà mình biết như vậy á, nếu như mà sau này mà mình chỉnh sửa lại nó sẽ chỉnh sửa rất là nhiều. Đáng lý mình nên biết ở đâu đó đỡ phải sửa đúng không? Thôi lỡ rồi, không sao hết. Rồi, bây giờ là mình đã có vị trí là 5 x 5 rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ thử nghiệm cái việc bấm xem thử là có ổn không? Đúng không nào? Các bạn về nhà các bạn viết chương trình á, thì thay vì copy như cô thì các bạn viết thành một cái phương thức chung giống chương trình con này đó, thì các bạn dùng lại cũng được, nó đỡ khổ. Thì mình thử nha. Wow, xa rồi. Giờ sửa lại chắc là cũng hơi bị đuối ra. Khoan, ủa vì sao mình lại bị sai nhỉ? Khoan thử lại xem là vì sao nó sai nào. A, E, G, mình
Mình bấm ở đây là nó vẫn thay đổi cái ô đầu tiên. À, trời, có biết vì sao rồi. Thầy, ở đây mình vẫn để cái bút tô của mình là bằng một nè. Không. Hơi bị đắm đuối á ha. Object sender. Không sao cả. Mình làm thôi chứ biết sao giờ. Một một là ok rồi đúng không? Và cái thứ hai là cái này phải là bằng 2. Thực ra là ngay lúc đầu mà mình làm, mình lấy cái object sender đó, đó mình tự thay đổi luôn á, là khi mình copy không bị lỗi rồi. Mà thay vì cái đó thì không sao, mình sẽ lỗi thôi. Các bạn để ý nha, lúc mà giả sử như về nhà các bạn làm á mà cũng bị sai sót và cần chỉnh sửa như vậy á, trật tự xíu nào, thì các bạn để ý là mình đang viết ở trong cái hàm của cái nút nào. Hoặc là ví dụ như ở đây nút số 18 thì các bạn phải điền vô là 18 nè, để tránh trường hợp là nó loạn lên rồi cùng bạn không biết sửa ở đâu. Với lại lần sau khi mình viết khoảng 20 ô mình nên thử trước, tránh copy rất nhiều sau đó mới sửa, thật là cực khổ. Nếu như ai đó không có đi học bữa hôm nay ha, mà cứ nhìn trên video để làm thì chắc là sẽ tức tối lắm, làm một hồi xong cuối cùng phải đi sửa lại. Không ai nói trước là phải sửa từ đầu đúng không? Vậy là cái ô này mình chưa làm rồi đúng không? Bấm không bị gì chưa đó. Hả? Mình chưa cài hả? 1, 2, 3, 4, 5. Mình có làm mà ta. Hả? Để hỏi lại coi là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ABC của mình chưa đổi đúng không? Rồi, ok rồi đúng không? Chọn rồi đó. Bây giờ mình đã xử lý cái chuyện là mình bấm được rồi. Bây giờ các bạn sẽ làm cái hàm kiểm tra thắng nữa là hoàn thiện đúng không nào? Vậy kiểm tra thắng nó làm như thế nào? Cái khúc này là cái khúc mà các bạn đã làm từ nãy đến giờ đúng không? Thì bây giờ mình khai báo nè, mình sẽ có thay tính tổng 1 đúng không? Đường chéo 1, đường chéo 2 chưa? Rồi các bạn có một cái đường dọc và một cái đường ngang chưa? Rồi bây giờ các bạn có là phải có một cái vị trí EG đúng không? Mình cần có một EG để tính, có nghĩa rằng là mình phải truyền vào cái tham số là gì? EG tức là cái vị trí mà bấm đúng không nào? Như vậy cái EG này mình phải truyền vào ở đâu? Khi mà mình gọi cái phương thức này ở trong cái nút mà mình bấm đúng không nào, thì mình phải gửi vào cái giá trị EG thì mình mới biết được bắt đầu tính cái giá trị của nó. Như vậy mình thấy rằng là gì? Chút xíu nữa mình phải sửa rất là nhiều, nên mình thêm EG vào. Đúng nha. Bây giờ mình sẽ làm giống y hệt như mình làm ở trên bảng thôi. Đúng chưa? Y nhỏ của mình ban đầu sẽ gắn bằng y lớn, G nhỏ của mình sẽ gắn bằng G lớn. Mình đang tính đường chéo 1. Đúng chưa? Thì trong khi sao? À, mình còn phải khai báo một biến giá trị nữa chứ đúng không nào? Giống như hồi nãy mình làm ở trên bảng vậy thôi. Xuống đây biến giá trị của mình sẽ bằng AEG, Y lớn và G lớn nè. Trong khi mình tính cái nửa phía bên trên của đường chéo đúng không nào? Cho nên nửa bên trên đường chéo á, 1 á, là Y sẽ giảm dần, G sẽ giảm dần. Cho nên trong khi Y lớn hơn hoặc bằng 0 và G lớn hơn hoặc bằng 0, các bạn ở dưới mình bàn bạc nhau nhỏ thôi, hoặc là mình im lặng nha. Ồ nào quá à. Và AEG của mình thì sẽ bằng biến giá trị. Mình sẽ có T1 cộng cộng đúng như nào, và Y trừ trừ G trừ trừ. Tiếp theo mình qua tính nửa 2 của T1, lúc này Y sẽ bằng Y lớn cộng 1, G sẽ bằng G lớn cộng 1, tức là mình tính thêm một ô giống như các bạn đã giải trên bảng đúng chưa? Tương tự như vậy các bạn cũng sẽ sử dụng vòng lặp, và khi nó tăng dần thì các bạn thấy mình phải đổi chiều. Ở đây mình làm giá trị là bao nhiêu? 10 đúng không? Cho nên mình vẫn sẽ làm đến 10 luôn. G của mình cũng sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 10. À, nhỏ hơn 10, cô xin lỗi, nhỏ hơn 10. AEG của mình cũng bằng giá trị. T của mình sẽ cộng cộng Y cộng cộng vì đang tăng dần lên, G cộng cộng vì cũng đang tăng dần lên. Như vậy là xong với T1. Yeah. Bây giờ qua T2. Tính giá trị đường chéo T2 đúng không nào? EG của mình cũng sẽ gắn lại cái giá trị đầu tiên. Đúng chưa? Y nhỏ đúng ngay cái vị trí mà mình bấm á. Bây giờ mình sẽ tính là gì? Đối với lại đường chéo 2, mình tính phần bên trên trước, thì Y của mình sẽ giảm dần, G của mình tăng dần đúng không?
y giảm dần, cho nên y của mình điều kiện là phải lớn hơn bằng 0. Và g của mình tăng dần nên g của mình phải nhỏ hơn 10. Đúng chưa? Và gì nữa? Cái a y g của mình phải bằng biến giá trị thì mình mới đếm. Ở đây t2 của mình sẽ tăng dần lên, tức là mình đếm đó. Và y của mình giảm dần nên y trừ trừ, g của mình tăng dần nên là g cộng cộng. Được chưa? Khi các bạn ở nhà làm á, mình cứ hình dung nó trên hình vẽ và làm từ từ từng bước một, nó sẽ không có khó khăn là mấy. Còn nếu như các bạn cứ vội vàng á, nó sẽ làm cho mình căng thẳng á, mình sẽ không có nghĩ ra được. Bây giờ tiếp theo, cái nút tiếp theo đó là mình xuống phía dưới này, đúng không? Thì y sẽ tăng lên 1, g sẽ giảm đi 1, cho nên mình sẽ có y bằng y lớn cộng 1. Để tránh cái chỗ mà hồi nãy mình đã cộng một lần rồi, đúng không? Ngay cái vị trí y ri mình đã cộng một lần rồi. Trong trường hợp này y tăng cho nên điều kiện y của mình sẽ nhỏ hơn 10, g giảm cho nên g của mình phải lớn hơn là bằng 0. Và gì nữa? Cái biến giá trị của mình á, i g phải bằng biến giá trị thì mới tính. Y tăng nè, g giảm nè. Rồi. Như vậy là các bạn đã tính được T2. Bây giờ các bạn tính theo cái chiều dọc như hồi nãy cô nói các bạn làm. Không biết các bạn làm chưa? Mình cũng sẽ quay lại EG của mình từ đầu. Được chưa nào? Bây giờ mình tính theo chiều dọc. Chiều dọc thì cái gì cố định nào? G cố định, đúng không? Cho nên mình chỉ kiểm tra mỗi y thôi. Bây giờ mình tính nửa trên trước thì sẽ y sẽ giảm, đúng không? Y giảm thì điều kiện là y phải lớn hơn bằng 0. Và cái biến a y g nhỏ của mình á phải bằng biến giá trị thì mới đếm. Và ở đây y giảm cho nên là y trừ trừ, nhưng mình phải tính trước cái đã, đúng không? Dọc nè. Cộng. Và y trừ trừ. Tương tự như vậy, bây giờ mình sẽ tính cái nửa dưới. Cái nửa dưới thì sao? Y sẽ trừ còn g giữ nguyên, đúng không? Nửa dưới thì y sẽ phải trừ đi 1. Còn g thì không thay đổi rồi, vẫn giữ nguyên như vậy. Và ở đây điều kiện y của mình sẽ... Xin lỗi, y ở dưới thì y phải tăng lên 1 chứ cô nhầm hả? Y cộng 1. Điều kiện của mình là sao? Y phải nhỏ hơn 10. Và y của mình sẽ tăng thêm, đúng không? Như vậy là mình đã tính nửa dưới của đường dọc rồi. Bây giờ mình tính đường ngang. Thì mình tính ở phía đầu bên tay trái trước, đúng không? Phía sau bên tay phải sau. Hồi nãy giờ có quên ghi chú. Tính đường ngang nè. Tính đường ngang thì sao? Cái AEG của mình cũng phải giữ nguyên như vậy, đúng không? Đối với đường ngang thì y giữ nguyên còn g thay đổi. Cho nên bây giờ y của mình bằng y bằng y lớn, g bằng g lớn. Và g của mình thay đổi cho nên g của mình sẽ phải trừ trừ dần đi, tức là g của mình giảm vì mình đang tính nửa bên tay trái, đúng không nào? Cho nên g lớn hơn 0, AEG bằng biến giá trị. Ở chỗ này đường ngang của mình sẽ tăng dần lên. Và biến g của mình sẽ giảm dần, đúng không nào? Xong rồi mình sẽ tính nữa bên tay phải, tức là g của mình sẽ tăng dần lên. Ở đây y thì giữ nguyên, còn g thì sẽ tăng lên một ô. Đúng rồi. Không, cô làm một xíu mà cô cũng bắt đầu loạn lên rồi đó. G nhỏ hơn 10. Đường ngang của mình sẽ tăng, vì g tăng cho nên g của mình sẽ là cộng cộng, đúng chưa? Rồi, đến ngang khúc này là mình có đường chéo T1, T2, có đường dọc và đường ngang. Điều kiện của mình là chỉ cần bốn ô liền nhau có giá trị
Mình quy định là 4 ô là thắng rồi đúng không? Hay là mình quy định 3 ô là thắng? 4 ô là thắng. Thì như vậy mình sẽ kiểm tra hàm dùng hàm if. Đúng không? Một trong 4 trường hợp, mà thực ra thì nó chỉ xảy ra một trong 4 trường hợp thôi. Nếu như T1 của mình mà bằng 4 hoặc sao nào? Đúng rồi, T2 bằng 4 hoặc là biến dọc bằng 4 hoặc là biến ngang bằng 4. Nếu một trong 4 trường hợp này xảy ra thì người chơi thắng rồi đúng không? Thì kết quả gắn bằng 1. Như là còn nếu không xảy ra trường hợp này thì kết quả vẫn giữ nguyên ban đầu, tức là bằng 0. Như nào? Và sẽ return lại kết quả cho mình. Được chưa? Rồi bây giờ mình kiểm tra thử nha. Wow. Rồi. Không, cái này cô biết lỗi ở đâu rồi. Vừa nãy cô nói mà cô quên. Đó là cái biến kiểm tra của mình á, mình có truyền vào easy. Nhưng trong cái nút của mình lúc mà mình làm ở đây á, mình chưa có truyền vào, đúng không? Cho nên giờ mình phải sửa. Nha các bạn, mình sửa bằng cách nào cho nhanh nào. Em cái này nó giống nhau mà đúng không? Cho nên mình thử dùng file and replay đúng không? Cái này replay ở đâu vậy? Các bạn có dùng file and replay ở trong này bao giờ chưa? Tóm lại là cô không mấy nhìn thấy cái replay ở đâu cả. Nếu gặp trường hợp này các bạn sẽ xử lý như thế nào? Rất đơn giản, mình sẽ copy sang một cái nào đó mà mình xử lý được đúng không? Ví dụ như đâu bác cộng cộng chẳng hạn. Chưa? Mình làm ở đâu mà chẳng được, miễn thay đổi được là được đúng không? Đó. Cái này rất chi là dễ. Rồi, 25 ô, 5 x 5 25 ô thay 25 lần là chính xác rồi đúng chưa? Rồi, phần này chuẩn rồi. Bây giờ theo các bạn mình nên thử nghiệm như thế nào? Vậy ở đây mình có kiểm tra 4 đường dọc ngang đúng không? Cho nên mình sẽ thử nghiệm 4 lần đúng theo 4 đường dọc ngang xem có thắng không nha. Thử nha. Vậy mình đánh cái này là 4 là nó dừng lại rồi đúng không? Là người chơi là không rồi. Mình có một lần kiểm tra là nếu thắng rồi thì không bấm được nữa. Vậy bây giờ mình kiểm tra xem bấm có được không? Không được đúng không? Đó. Như vậy là đường ngang là coi như ok rồi đúng chưa? Sao? Sao chéo ha? Mình sẽ thử 4 lần mà mình đã nói rồi. Giờ đường dọc nha. Cho chính giữa đi cho nó. Ờ thắng rồi đúng không? Cho nên nó dừng lại rồi. Giờ đừng chéo nè. Rồi ok rồi ha. Bây giờ mình còn phải thử là bây giờ nó chen ở giữa thì sao nữa. Nghe nè. Ví dụ bây giờ mình thử nè, đánh ở đây luôn nha. Không có, ví dụ là kiểm tra xem nó có không thắng hay không, thì không, nó có bị nhầm không mà mình đang ví dụ mà. Nãy giờ nó là không được rồi đúng chưa?
Bây giờ mình sẽ làm một đường chéo bốn ngược chiều để thử như hồi nãy, thì mình mới bấm không nè. Rồi. Như vậy là đường chéo ngược lại lần thứ tư của mình là đúng rồi đúng không? À, qua kiểm tra sơ bộ là mình đã thấy là cái hàm kiểm tra thắng của mình á là đã đúng rồi. Dạ. Thì từ đây á các bạn có thể mở rộng ra cho những ô còn lại của mình. Ngoài cái việc đó ra mình có thể trang trí thêm. Ví dụ như là người chơi tiếp theo là ai? Ví dụ thế. Mỗi lần mà mình đổi cái người chơi á thì mình sẽ xuất ra câu thông báo người chơi tiếp theo là ai. Được chưa? Như vậy thì mình sẽ sửa như thế nào các bạn thử suy nghĩ xem. Như vậy là cái chỗ mà người chơi á mình thấy là mình thay đổi ở đâu? Mình thay đổi ở đây. Đúng không? Mình thay đổi người chơi là thông qua hai câu lệnh, đó là người chơi cộng cộng nè, rồi người chơi bằng người chơi phần trăm cho hai, đúng không? Bây giờ mình phải thay đổi cái chỗ này để xuất ra câu thông báo là người chơi là ai nữa. Dụ như ở đây mình thêm. Dụ như ở đây mình ghi là người chơi hiện tại là, đúng không? Mình đặt tên cái label này là label người chơi. Rồi. Như vậy thì mình muốn thêm cái thông tin này, thì bạn thấy là cái thông tin của này nó sẽ mong muốn là nó thay đổi liên tục, lúc là bằng 0, lúc thì bằng 1. Đúng không? Như vậy thì đối với cái đoạn lệnh của chương trình của mình cụ thể ở đây thì các bạn thấy là mình phải sửa như thế nào để nó hiển thị được người chơi lúc thì bằng 0, lúc thì bằng 1. Ứng với cái chương trình cụ thể mình đang làm thôi, chứ cô không nói là mình làm một chương trình khác, phải không? Mình chỉ suy nghĩ vào trong cái trường hợp bây giờ mình muốn đổi như vậy thì phải làm sao, thêm cái tính năng đó thì phải làm sao. Thì mình thấy á, ở đây là có người chơi cộng cộng này, người chơi phần trăm cho hai, ở đây chính là cái lúc mà mình thay đổi giá trị người chơi. Đúng chưa? Cho nên mình phải gán cái giá trị thêm một cái câu thông báo. Ví dụ như là hai bên người chơi ở đây, đúng không? Người chơi hiện tại là ghi thêm vào chỗ này đúng như nào. Ví dụ vậy. Mình thêm cái này á, là mình sẽ thêm được cái hiện câu thông báo ra. Nhưng mà mình cũng thấy là sẽ có rất là nhiều hàm cần phải thay đổi. Rồi tương lai tương lai là mình sẽ có thể làm thêm nhiều thứ. Thì giống như hồi nãy cô nói, mình có thể thiết lập chương trình con. Wow, mình thử thiết lập một chương trình con thử nha. Vì vậy nè, cái này không có trả về gì hết, cho nên mình sẽ dùng trả về là dữ liệu là void, đúng không? Thay đổi người chơi nè. Mình sẽ copy cái phần này vào. Yeah. Xin lỗi, mình viết thì ở bên trong một cái hàm khác rồi. Như vậy ở đây là mình sẽ viết ra một chương trình con là thay đổi người chơi. Cho nên mình sẽ thay cái đoạn chương trình này bằng cái chương trình con ở đây, đúng không? Đó. Và đây mình không có truyền vào tham số nào hết á. Như vậy thì ngoài việc thay đổi ở cái vị trí bấm là 46 thì mình sẽ thay đổi tất cả những cái phần còn lại, đúng không? Cho nên cách đơn giản là mình sẽ dùng file replay để cho nó thật là nhanh như thế nào.
hết luôn. Mình chỉ thay đổi bằng cái này thôi nè. Nếu mà mình bấm thay đổi hết thì chút nữa nó sẽ thay đổi luôn cả cái khúc này. Thì lúc đó mình chỉ sửa một lần thôi, kệ nó. Đúng không? Là nó sẽ thay hết rồi. Nhưng cái chỗ này nó cũng thay nè. Đây chỗ này được rồi. Nghe có vẻ chuẩn rồi đúng không? Rồi. Thay đổi rồi đúng chưa? Đó. Tại cái này lần cuối cùng mà nếu nó thắng nó vẫn hiện ra. Tại vì thắng rồi nhưng mà trong cái phần kiểm tra của mình ở đây nè, nó vẫn thay đổi đúng chưa? Cho nên các bạn muốn không thay đổi thì các bạn sẽ thêm một câu lệnh ở đây kiểm tra nữa. Nếu play mà bằng gì? Bằng 1 thì mới cho đổi đúng không? Để tránh cái trường hợp là khi người ta đã thắng, người thắng là không rồi mà người chơi hiện tại vẫn quay sang 1 thì thật là kỳ cục. Đúng không nè? Rồi thử nha. Rồi, như vậy là đến cái đoạn cuối cùng nó không đổi nữa tại vì cái người chơi của mình bị giảm rồi. Từ đó suy ra là gì? Các bạn có thể chỉnh sửa cái bài của mình thêm nhiều thứ nữa để nhìn cho nó xinh đẹp hơn, nó hoàn thiện hơn và giao diện nó chuyên nghiệp hơn. Thực ra mà nói á, khi mà các bạn đã tạo ra cái file SE rồi á thì người ta sẽ không biết cái lập trình bên trong của các bạn là bạn lập trình đẹp hay là xấu, đúng không? Bạn dùng bảng hay là dùng bút tô hay là dùng hình vẽ cũng không ai biết được tại vì ta đâu có biên dịch ngược ra được đâu. Nhưng quan trọng là cái giao diện nội dung bạn sâu ra ngoài nó phải đẹp, người ta sẽ đánh giá cao hơn. Cho nên chuyện mà làm đẹp đó cô dành cho các bạn về nhà làm thêm nha. Đó, nội dung của cái bài này ngày mai mình sẽ đi thực hành. Và các bạn làm bài nào nào? Ngày mai đi thực hành các bạn có 3 bài về giao diện.